cuộc sống phát triển với nhiều bộn bề ở những khu đô thị đang dần làm mất đi không gian xanh, không gian thiên nhiên. Giờ đây, nếu muốn tìm những khu vườn tràn ngập cây trái, động thực vật, chắc chắn bạn phải đi ra xa thành phố vài chục km. Vậy nhưng ở Hàn Quốc, ngay giữa lòng thủ đô Seoul lại có những khu vườn như vậy. Ở trên nóc những tòa nhà cao tầng là những trang trại thu nhỏ. Ở đây, người ta trồng cây, trồng hoa và đặc biệt là nuôi ong lấy mật. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng khám phá những trang trại trên cao này nhé. Thành phố này trông giống như một khu rừng bê tông, với nhiều tòa nhà hơn cây xanh. Tuy nhiên, nhiều vị khách được mong đợi đang quay trở lại đây. Những người nuôi ong đô thị đang đưa chúng trở về thành phố. Và chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện ngọt ngào này. Công viên nhỏ ở ngay trung tâm khu rừng bê tông này là một nơi vô cùng yên bình, thoát khỏi cuộc sống nơi thành thị. Có một nhóm người đang tới công viên. Thoạt nhìn thì có vẻ như họ đến để tản bộ, nhưng bây giờ họ lại đang mặc đồ bảo hộ. Hóa ra, họ tới đây để học cách nuôi ong trong thành phố. Lớp học này do chính quyền của một khu dân cư ở Seoul mở ra. Từ năm 2014 tới nay, đã có 400 học viên tất cả. Lớp học mở 2 lần trong năm, một lần vào nửa đầu và một lần vào nửa sau của năm, và lúc nào cũng kín đủ học viên. Thời gian gần đây, tôi luôn quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và tôi không hài lòng với mật ong mà tôi mua. Vì thế, tôi đã tham gia lớp học này để tìm hiểu thêm về mật ong. Một vài người trong số các học viên muốn tự làm mật ong, trong khi những người khác lại muốn trong tương lai gần giữ được nghề nuôi ong. Mặc dù tới đây vì nhiều lý do, nhưng tất cả đều có một niềm đam mê chung. Tầm quan trọng của mật ong trong cuộc sống của chúng ta khiến tôi nghĩ rằng nuôi ong ở đô thị cần được chú ý nhiều hơn. Mỗi lớp học kéo dài 6 tháng và học viên cũng nhận được mật ong khi thu hoạch. Lớp học sản xuất được trung bình 500 kg mật ong mỗi năm, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương. Trang trại ong này được dùng làm phương tiện làm tăng số lượng ong, bảo vệ hệ sinh thái, cung cấp các khóa đào tạo thực tiễn cho học viên. Do quá trình đô thị và công nghiệp hóa diễn ra trong thành phố, nên hoa, cây cối và đất lâm nghiệp bị tàn phá, đẩy loài ong tới bên bờ vực tuyệt chủng. Vấn đề ở đây là trái cây cũng như rau xanh, tất cả đều do ong thụ phấn. Do đó, sự tuyệt chủng của chúng có nghĩa là sự kết thúc của loài người. Với mục tiêu rõ ràng, lớp học nuôi ong trong đô thị này được khởi xướng như là một phần của chiến dịch bảo vệ môi trường đã bắt đầu diễn ra ở châu Âu từ năm 2000. Chúng tôi hy vọng chứng minh được rằng thành phố cũng có thể là nơi cư ngụ của loài ong, và chúng tôi có thể khiến thành phố trở thành một môi trường thân thiện hơn với loài ong. Đó là một trong những yếu tố để phân biệt nuôi ong ở đô thị với nuôi ong theo cách truyền thống. Haebangchon là một trong những khu phố cổ nhất ở trung tâm Seoul có người nuôi ong trên mái. Trong số đó có Yu Arium và Yi Chongchun. Hai người họ đã nuôi ong ở đây được 4 năm. Mỗi tuần, họ lại lên mái kiểm tra tổ ong một lần. Chúng tôi kiểm tra ong thường xuyên để ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào do côn trùng có hại gây ra, đồng thời duy trì môi trường lý tưởng để cho chúng sinh sản. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc nuôi ong. Giờ thì họ đã biết những con ong của mình có thoải mái hay không chỉ bằng cách nghe tiếng vo ve của chúng. Nhưng cái gì ban đầu cũng rất khó khăn. Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn bất ngờ từ khi bắt đầu tham gia trang trại ong này, chẳng hạn như ong chết hay thời tiết không thuận lợi cho việc nuôi ong. Đặc biệt, việc mọi người sợ ong là khó khăn vẫn đang hiện hữu, nhưng sự sợ hãi này xuất phát từ việc hiểu lầm về ong lấy mật. Ong lấy mật hiếm khi tấn công, trừ khi chúng gặp nguy hiểm. Để phá bỏ quan niệm này, năm nay hai người họ bắt đầu nuôi ong cùng những người hàng xóm. Họ phải xây một trang trại khác trong khu phố, hướng dẫn đầy đủ cho mọi người cách nuôi ong. Mọi người thì thường sợ ong, nhưng họ đang bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của chúng đối với môi trường của chúng ta. Bây giờ tôi có thể tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến ong ngay trong thành phố. Nhận thức của người dân với loài ong đang thay đổi.
Khu phố này nằm ở dưới chân núi Nam San, nơi hoa dại mọc khắp nơi. Tuy nhiên, vì môi trường sống của ong lại nằm trong khu dân cư, nên những người nuôi ong đô thị đã gieo trồng một số loài cây giúp ong lấy mật. Tạo ra môi trường tốt cho ong là bước đi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để tạo ra môi trường tốt cho con người. Nuôi ong trong đô thị là bảo vệ cả môi trường thành phố cũng như bảo vệ loài ong. Mọi con mắt đang đổ dồn vào chiến lược ngọt ngào này.